chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay quay cái anh thợ này, anh cưa cây tràm này nha. Nhìn xuống cái hầm đó các bạn, hầm đó người ta cũng đang tát bắt cá đó. Anh thợ cưa nha các bạn, cưa cái nhánh nó rơi bị gì vậy? Gắn cái xanh ngược các bạn ơi. Cưa mẹ nó không đứt. Bây giờ lấy cái máy cưa G370 lên cưa nha các bạn. Cắt cho gớt xuống luôn đi. Cắt cho gớt xuống luôn đi. Lên đạp thế à. Bây giờ anh thợ giục dây nha các bạn. Đó, liền cái vô luôn bạn ơi. Giờ anh thợ leo lên nè. Bạn xem anh thợ này xử lý cái cây này lên bờ như thế nào nha. Chúng mình thấy nó nhìn thấp về cái hầm luôn rồi đó. À, các bạn mà thấy anh thợ này cưa hay thì hãy cho mình xin một ngón tay và một lượt đăng ký luôn nha các bạn. Liều mình dàn ở trên rồi các bạn ơi. Giờ anh cầm cái con dây giục tiếp lên trên nữa. Leo luôn rồi các bạn ơi. Mình thấy cái mồi nó leo rồi đó. Còn ngồi rồi qua ngồi giục dây à, chứ không dám leo nữa, leo sợ nó gãy các bạn, gãy ngay chỗ cái cua anh ngồi á. Chú này dưới hầm bò lên. Giờ kéo cái máy cưa G370 lên nha các bạn. Lý như sau đây. Thợ đã máng cái máy cưa vô đó rồi. Đã chụp dây ra ngoài rồi bạn ơi. Chưa dính bạn ơi, tới mà chưa dính. Ở đây dịch chín tốt chảnh nè. Chín quá mẻo ngoài. Anh vũ về cho nó vô sát trong nha các bạn. Không qua cái mặt nó nổi. Rồi qua đó. Rồi vụt luôn. Giờ anh thấy dây lên lại nha. Dính chưa? Nhánh bự á, nhánh cho bự trên đó. Dính rồi các bạn ơi. Rồi đi ra ngoài giữa hầm luôn rồi. Vậy nằm tốt dưới rồi các bạn ơi. Giờ anh đó anh lấy cái cọng dây đang giật cho nó cái đọt nó lên trên bờ nha các bạn. Dép luôn rồi, lỗ rồi. Đứt dép rồi, lỗ rồi. Bây giờ anh thợ bắt đầu leo lên tiếp nha các bạn. Ê ê, nhánh nhỏ quá nhỏ các bạn ơi. Đó, kỳ lên đó. Nó mất kẹt cái vũ nó không xuống. Rồi dính mất kẹt cái đó. Ê
Rồi vuột luôn rồi. Rồi anh Thời ở đó vuột gì luôn mà cái độ cây nó nghiêng nè. Đó. Nó rất là cao nha. Vô đó bạn ạ. Dính vô cái mắt to. Nên là lấy con dây lần hai nữa rồi. Đó, bây giờ anh Thợ ngồi. Anh Thợ ngồi đó cưa mắm này. Đầu cái đọt kêu đó quá ơi. Kêu rồi đó các bạn. Anh cưa lại gai cho nó ngã vô nghe các bạn. Gãy đó các bạn ơi. Rồi xuống cặp vé hầm luôn. Đó, anh Thợ ngồi trên cây kìa. Rồi liền dây cuộc hạ gốc luôn. Có liền cung dây lên. Anh Thợ chụp nha. Anh cuộc cái cung dây ở trên đọt cây đó đó. Cuốn gịch cho nó ngã lên bờ nha. Cưa cho nó ngã lên bờ. Máy cưa thả xuống luôn các bạn, đang leo xuống cho nó dễ, đó, máy cưa đó là máy cưa G370 nha, nó cũng giống cái máy cưa G3700 vậy đó các bạn. Rồi anh đã mở dây tháo cái máy cưa đem ra chỗ khác cho anh Thợ leo xuống nha. Đạp thử cho nó gãy nhánh đó không? Không gãy rồi. Gãy rồi qua. Gắt gắt rồi. Rồi dính miếng da xuống đi lát cưa nó gì. Rồi trên nó bay xuống luôn. Rồi mới cây xuống luôn. Rồi anh Thợ đã xuống đất an toàn nha. Bây giờ lấy cái máy cưa cưa này các bạn ơi. Bây giờ anh Thợ lại cưa gốc nha các bạn. Sắp gãy rồi, lại kéo tiếp đi. Mình không kéo không nổi. Giờ anh Thợ lại kéo cái cọng dây đang cho nó ngã lên bờ nha các bạn. Kéo tiếp cái anh đó, chứ mình anh kéo cây không nổi. Đó, cây bắt đầu ngã đó bạn ơi. Đứng rồi đó bạn ơi, đứng cây rồi đó. Đó, kêu gắt rồi đó. Ê, ngã đó bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn, nằm trên bờ luôn nha các bạn. Rồi video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.